Kính trình và kính chào tất cả mọi người thanh đồng xin chia sẻ với mọi người về các gò trên gần đốt ngón tay nha. Đây đây chính là gò Mộc Tinh. Vị trí này chính là gò Mộc Tinh. Đây là gò Thổ. Đây là gò Thái Dương và đây là gò Thủy Tinh. Thì thanh đồng xin chia sẻ với quý vị về đường chỉ tay ở hai gò là gò Thổ và gò Thái Dương. Nếu như mà chúng ta có một đường chỉ tay đậm nét sâu dày đi thẳng lên trên gò Thổ một đường chỉ tay đậm nét sâu dày đi thẳng lên trên gò thổ nha với điều kiện là không có những cái đường chỉ tay cắt ngang nha quý vị thì người này có một đường sự nghiệp đường đầu tư đường kinh doanh rất là tốt thành tựu và hanh thông thuận lợi còn nếu như ở gò thổ mà có những đường chỉ tay li ti cắt ngang nhiều đường vân tay thì chứng tỏ họ là người đang suy tính đầu tư kinh doanh đang suy tính đường đi nước bước vận mệnh kinh tế tài chính rất nhiều những suy tính nhưng đều bị chướng duyên cái mà họ thiếu chính là thời thế và đức phước còn đây chính là gò thái dương biểu trưng cho tinh thần nếu như mà một người có một đường chỉ tay đậm nét đi thẳng lên trên như là màu đỏ này và nhiều cái đường màu cam thì Thanh Đồng xin chia sẻ về gò Thái Dương đường chỉ tay màu đỏ trước. Đường chỉ tay màu đỏ ở gò Thái Dương này có nghĩa là một người có nhiều sáng tạo. Một người có nhiều sáng tạo. Họ rất tài hoa, đa tài, đa nghệ. Họ có tài ca múa, hát, sáng tác. Họ là một người rất tài năng, khéo léo, theo thùa mai giá, họ rất khéo léo và tỉ mỉ bếp núc họ chắc chắn có một cái tài nghệ gì đó rất là nổi trội còn nếu như mà đường màu cam ở hai thành hai bên của gò thái dương thì chúng ta lại mang một cái vận số phong lưu trong tình cảm dễ yêu dễ buồn dễ tổn thương họ là những người rất đa tình đa sầu đa cảm đó vâng và trước khi mà kết thúc lời chia sẻ, Thanh Đồng xin nhắc lại, đây là gò Mộc Tinh, đây là gò Thổ, đây là gò Thái Dương và đây là gò Thủy Tinh. Thanh Đồng chia sẻ với quý vị về ý nghĩa của đường chỉ tay nằm ở gò Thổ, một đường thẳng lên thì như thế nào, nhiều đường cắt ngang thì như thế nào. Thanh Đồng chia sẻ đường chỉ tay ở gò Thái Dương, một màu đỏ thẳng đậm lên thì như thế nào? và nhiều đường xung quanh thì như thế nào không nói về gò mọc không nói về gò thủy để cho các thầy còn có cái cớ làm nghề nói hết rồi người ta tạo một cái nít giả người ta vào video của đồng người ta công kích đồng như thế thì tội nghiệp cho người ta người ta vừa tạo nghiệp mà người ta còn vướng cái chướng duyên là phỉ bán người và làm cho người buồn nữa. Kết thúc video thì Thanh Đồng chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi là Thanh Đồng muốn chia sẻ với quý vị hiểu biết thêm là những cái bình thường mình đi coi nó không có đáng mất cái đồng tiền. Thật sự, làm thầy coi cho người ta là phải coi ra lẽ ra chuyện chứ không phải một hai câu mà nhận lọc của người ta mắc nợ đó. Có coi cái clip tại sao căng lại khổ chưa quý vị? kiếp trước cũng làm thầy mà không đủ tài đức giáo hóa chúng sanh nhận lọc người ta nhiều quá cho nên mắc nợ kiếp này phải khổ mà muốn khổ hoài hay sao nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát kính trình quý vị hoan hỷ và nhớ nha đây là gò thổ nha ai nói gì nói nhớ đây là gò thổ đây là gò thái dương một đường đậm nét lên gò thổ là người này có năng khiếu nè sau này kinh doanh thành tựu đó làm chủ đó còn nhiều cái cắt ngang là thôi bây giờ nhiều chướng duyên đừng có dội đầu tư kinh doanh nha. Còn gò Thái Dương ở giữa thì cái người này là người đa tài. Còn nếu mà nhiều gạch quá thì hạn chế yêu lại nha. Đa văn đó, đa Trưng đó.